4060 thật sự rất tệ sao? Tôi cảm thấy hiện nay có quá nhiều người lướt internet và rất nhiều người đã quên mất thế giới thực sự ngoài đời là như thế nào. Đại đa số mọi người chỉ cần mua được một chiếc card đồ họa ở cấp độ như 60 Ti mới nhất đã là rất tốt rồi. Rất nhiều người vẫn đang sử dụng card đồ họa thuộc dòng 30, 20, 10, thậm chí còn cũ hơn. Những người trên mạng bán sự lo lắng về hiệu năng, tạo ra cảm giác rằng bất cứ thứ gì dưới dòng 80 đều không ai dùng, kiểu như 4060 chó cũng không thèm. 4070 Ti Super là bài kiểm tra IQ và rất nhiều lời nói khác thực tế. Nhưng quan điểm này đã hoàn toàn xa rời thực tế theo tôi. Trên Steam không phải có thống kê phần cứng chơi game sao? Chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ sở hữu các card đồ họa cao cấp là rất thấp. Ngoài ra, mọi người cần hiểu thêm một điều rằng, thống kê trên Steam thực chất còn ưu ái hơn cho các dòng card đồ họa cao cấp. Vì những người sở hữu các đồ họa cao cấp thường có xu hướng chơi game trên Steam cao hơn. Ngược lại, những người mua các đồ họa tầm thấp thường sử dụng nền tảng như Wii Game nhiều hơn thay vì Steam. Vì vậy, tỷ lệ thực tế của các dòng các đồ họa chắc chắn là dòng cao cấp ít hơn, còn dòng thấp cấp lại nhiều hơn. Do đó, mọi người đừng nghĩ rằng 4060 là quá tệ. Thực tế, 4060 đã là một lựa chọn không tồi và hiệu năng của nó đã đủ đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dùng.